Chạm đổ bộ Vikram và robot tự hành Pragyan của tàu Chandrayaan-3 đã đạt thành công một bước quan trọng khi hạ cánh xuống gần cực nam mặt trăng vào ngày 23 tháng 8. Sau khi hoàn thành việc hạ cánh, robot Pragyan đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình trên bề mặt mặt trăng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, vào ngày 27 tháng 8, robot đã phải đối mặt với một thách thức khá đáng chú ý một hố trũng đường kính khoảng 4 mét xuất hiện trước mặt. Hố trũng này đã tạo ra một tình huống phức tạp cho robot khiến nó cần phải thay đổi đường đi dự kiến. Đội ngũ điều khiển tại Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, ISAO, đã ra lệnh cho Pragyan lùi lại và tìm kiếm lộ trình mới an toàn. Điều này làm cho robot phải thực hiện một chuỗi các quyết định tự động để đảm bảo sự an toàn và thành công trong nhiệm vụ. Không phải đây là lần đầu tiên robot Pragyan gặp khó khăn trên mặt trăng. Trước đó, họ đã phải vượt qua một hố trũng nhỏ có độ sâu khoảng 10cm. Mọi thách thức này là một phần quan trọng trong việc thử nghiệm và phát triển robot để có thể hoạt động hiệu quả trên môi trường khắc nghiệt như mặt trăng. Hoạt động của robot Dragon trên bề mặt mặt trăng hoàn toàn tự động và cần sự can thiệp và quyết định từ đội ngũ điều khiển tại Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, ISAO, để thực hiện một quá trình di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Dữ liệu từ camera điều hướng của robot được truyền về trạm điều khiển dưới mặt đất để tạo mô hình độ cao kỹ thuật số, GEM. Dựa trên mô hình này, các chuyên gia sẽ đưa ra quyết định về đường đi và gửi lệnh cho robot thực hiện. Tuy nhiên, như P. Viramutuvo, một chuyên gia tại ISAO, lưu ý, robot cũng gặp hạn chế trong việc di chuyển. Dèm tối đa mà robot có thể tạo ra từ camera điều hướng là khoảng 5 mét, điều này đồng nghĩa với việc mỗi lần nhận lệnh, robot có thể di chuyển tối đa 5 mét. Điều này giới hạn sự linh hoạt của robot trong việc thích nghi với những tình huống thay đổi không lường trước trên bề mặt mặt trăng.